Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 20 tháng 10 ở Nam Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80mm, có nơi trên 80mm. Riêng tại khu vực Hồ Kẻ Gỗ ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa tại khu vực hồ đã giảm, nên đầu giờ sáng ngày 20 tháng 10, lượng xả lũ qua tràn Dốc Miếu chỉ còn 790m³ một giây. Đặc biệt, từ tối 19 đến sáng sớm 20 tháng 10, khu vực Hồ Kẻ Gỗ mưa rất nhỏ, và mực nước của hồ lúc 7 giờ 30 phút sáng 20 tháng 10 vẫn đang ở mức trên thiết kế. Hiện nay, lượng nước đổ về hồ đã giảm, lưu lượng xả lũ vào chiều 20 tháng 10 giảm xuống dưới mức 500m³ một giây. Trước đó, 8 giờ sáng ngày 19 tháng 10, lượng nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình cao hơn mực nước thiết kế là 1m và phải xả tràn với lưu lượng từ 950m³ một giây đến 1.100m³ một giây, gây nhiều lo ngại về sức chịu đựng của hồ thủy lợi này. Trưa 20 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương cùng với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thị sát hồ Kẻ Gỗ để kiểm tra việc vận hành xả lũ tại đây. Sau khi kiểm tra, Phó Thủ tướng đánh giá tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Ban Quản lý Hồ đã vận hành tốt, đảm bảo an toàn cho hồ Kẻ Gỗ. Phó Thủ tướng khẳng định việc giữ an toàn hồ Kẻ Gỗ là nhiệm vụ số 1 và đề nghị tỉnh Hà Tĩnh vận hành phải đảm bảo, vừa giữ được nước, vừa không để chạm đến ngưỡng nguy hiểm. Mình cắt lũ được, mình không tích lại được, mình khá là khoảng 3 mét.